Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì chưa đăng ký được cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình xin dẫn mọi người dự án ELFIN Kingdom nhận token đến từ MMORPG mọi người nhé. Tham gia dự án này thì đây là một dự án round 2. Thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đó mình sẽ làm các nhiệm vụ trên cái form này cho mình. Đầu tiên mọi người sẽ nhập địa chỉ email của mọi người vào. Rồi tiếp theo địa chỉ ví, ở đây mọi người sẽ dùng địa chỉ ví BSC ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví Metamask của mọi người. Vào đây mọi người sao chép địa chỉ ví cho mình, ví Trust Wallet, mọi người copy địa chỉ ví BSC hoặc là địa chỉ ví ETH. Sau đó mọi người sẽ gửi địa chỉ ví vào đây. Rồi tiếp theo mọi người sẽ nhập username tài khoản Twitter của mọi người vào. Ok, sau đây mọi người sẽ join vào kênh group Telegram. Ở đây bấm tham gia cho mình. Đồng thời mọi người sẽ bấm vào đây cho mình này. Rồi ok này. Đấy, mọi người mới chat được nhá. Ok, sau đó quay trở lại. Ở đây mọi người sẽ bấm tôi đã follow này. Rồi, tiếp tục. Ở đây mọi người sẽ nhập tôi đã follow này. Rồi, mọi người sẽ join vào kênh Discord này. Ở đây mình chấp nhận là mời cho mình. Xin lỗi mọi người, mình sẽ thoát ra một ít nhóm của mình đã hết hạn nhé. Tức là như thế này là tức là tài khoản Discord của mọi người quá nhiều nhiều nhóm rồi nhé. Mọi người phải thoát bớt một số nhóm nhé. Cái vừa rồi mình đã thoát ra một số nhóm rồi. Bây giờ mình bấm là mời, chấp nhận là mời này. Rồi đấy thì mình sẽ đã tham gia cho mọi người nhé. Rồi, ok. Mọi người sẽ bấm vào very này. Ở đây mọi người sẽ copy cho mình chữ very này cho mình nhé. Very đúng không ạ? Rồi. Ok. Đấy, mọi người sẽ bấm như thế này cho mình nhá. Đây. Đấy, very. Rồi xong. Ok, quay trở lại. Ở đây mọi người sẽ bấm vào chữ tham gia này, bấm vào đây nhá. Sau đây bấm gửi cho mình. Sao rồi? ELFIN rồi bấm gửi cho mình. Ok, như vậy là mình hướng dẫn mọi người dự án nhận token ELFIN Kingdom round 2 mọi nhé. Cảm ơn mọi người xem video, tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video dự án tiếp theo.